Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị, hôm nay là ngày 8 tháng 3, ngày Quốc tế Phụ nữ. Thay mặt những người làm chương trình, xin được chúc các bà, các mẹ và toàn thể chị em phụ nữ luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt, có nhiều niềm vui trong cuộc sống, là điểm tựa vững chắc, ngọn lửa sưởi ấm cho mọi gia đình. Sau đây là các nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh làm việc với nhà đầu tư nước ngoài đến tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Hưng Yên. Tọa đàm về nâng cao chất lượng công tác dân vận trong tình hình mới. Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ, chương trình có bài lan tỏa những tấm gương phụ nữ điển hình. Kết nối trục cao tốc phía Đông, cơ hội cho Hưng Yên bứt phá. Chiều nay, tại trụ sở tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy đã tiếp và làm việc với lãnh đạo công ty SGMW của Trung Quốc và đại diện công ty cổ phần ô tô TMT đến tìm hiểu cơ hội hợp tác và dự kiến đầu tư nhà máy sản xuất xe ô tô điện mini tại tỉnh Hưng Yên. SGMW là doanh nghiệp sản xuất xe ô tô lớn nhất của Trung Quốc. Sau 2 năm đàm phán online, công ty cổ phần ô tô TMT và SMGW đã đạt được thỏa thuận ký hiệp nghị hợp tác về sản xuất lắp ráp xe ô tô điện dòng mini tại nhà máy của TMT tại khu công nghiệp Phú Núi A của tỉnh Hưng Yên. Đây là lần đầu tiên bà Lý Thục Anh, tổng giám đốc công ty SMGW đến tỉnh Hưng Yên tìm hiểu môi trường đầu tư của tỉnh Hưng Yên với mong muốn hợp tác lâu dài với công ty TMT và nghiên cứu mở rộng dự án sản xuất dòng xe điện mini tại nhà máy ở tỉnh Hưng Yên. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa hoan nghênh công ty SGMW đầu tư hợp tác với công ty cổ phần ô tô TMT và có kế hoạch mở rộng dự án đầu tư sản xuất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Giới thiệu khái quát tiềm năng, lợi thế của tỉnh trong thu hút đầu tư phát triển kinh tế như vị trí địa lý, giao thông, công tác quy hoạch khu cụm công nghiệp. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy khẳng định Hưng Yên luôn tạo điều kiện cho các nhà đầu tư vào địa bàn nếu dự án tốt, sản phẩm thiết thực, phù hợp với nhu cầu thiết thực của người dân Việt Nam. Tỉnh Hưng Yên sẽ ủng hộ quyết định đầu tư và mở rộng sản xuất kinh doanh của công ty SGMW. Sau khi làm việc với đồng chí Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa, lãnh đạo công ty SGMW của Trung Quốc và đại diện công ty cổ phần ô tô TMT đã có buổi làm việc với đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại buổi làm việc, bà Lý Thục Anh, tổng giám đốc SGMW giới thiệu khái quát tình hình hoạt động của công ty tại thành phố Liêu Châu, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc và một số cơ sở tại Ấn Độ và Indonesia. Tại Việt Nam, trong giai đoạn đầu, công ty đã ký kết hợp tác độc quyền lắp ráp dòng xe điện mini Hồng Quang tại nhà máy của công ty TMT với công suất dự kiến sản xuất 30.000 xe trên một năm. Bước sang giai đoạn 2, công ty mong muốn tỉnh Hưng Yên có cơ chế thuận lợi để mở rộng diện tích, xây nhà máy mới sản xuất thêm các dòng xe khác. Xe điện mini chỉ cần dùng sạc điện dân dụng, mỗi lần sạc 7-8 tiếng, có thể chạy được từ 120 tới 170 km. Hiện giá bán tại Trung Quốc khoảng từ 170 đến 200 triệu đồng một chiếc. Do sản phẩm xe điện còn mới với thị trường Việt Nam, nên công ty mong muốn tỉnh Hưng Yên có cơ chế ưu tiên tạo thuận lợi để sản phẩm có giá thành hợp lý nhất khi đến với người dân Việt Nam. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn bày tỏ vui mừng được đón công ty SGMW về hợp tác và tìm hiểu môi trường đầu tư tại tỉnh. Đồng thời, trả lời làm rõ những vấn đề mà công ty SGMW và công ty cổ phần ô tô TMT quan tâm. Đồng chí khẳng định, Hưng Yên luôn tạo điều kiện về cơ chế, chính sách, mặt bằng cho các doanh nghiệp. Nếu SGMW đầu tư vào địa bàn tỉnh, các cấp chính quyền và các cơ quan chức năng tỉnh Hưng Yên sẽ tạo điều kiện tốt nhất theo đúng quy định của pháp luật để doanh nghiệp yên tâm sản xuất kinh doanh, đưa dòng sản phẩm xe ô tô điện mini đến gần hơn với người dân. Chiều nay, Ban Dân vận tỉnh ủy tổ chức buổi tọa đàm về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới và ký giao ước thi đua về tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Dự buổi tọa đàm có đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Quách Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Phát biểu chỉ đạo tại buổi tọa đàm, đồng chí Trần Quốc Toản nhấn mạnh thời gian qua, hệ thống dân vận từ tỉnh đến cơ sở đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, kịp thời tham mưu giúp cấp ủy chính quyền giải quyết những vướng mắc phát sinh từ cơ sở, đặc biệt là cho công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện các dự án. Đồng thời, đề nghị trong thời gian tới, hệ thống dân vận cần đổi mới nội dung, phương thức thực hiện, tăng cường công tác dân vận chính quyền trong cải cách thủ tục hành chính.
thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, quan tâm xây dựng phát triển các mô hình điển hình dân vận khéo, đề cao trách nhiệm, tinh thần nêu gương của tập thể, cấp ủy và người đứng đầu. Các ý kiến tham luận tại hội nghị tọa đàm đã tập trung chia sẻ làm rõ những kết quả đạt được và những khó khăn trong thực hiện công tác dân vận, đặc biệt là các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến nhân dân như công tác giải phóng mặt bằng, triển khai thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh, công tác hòa giải và phát triển tổ tự quản ở cơ sở, việc nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nhân dân. Kết luận buổi tọa đàm, đồng chí Quách Thị Hương, trưởng ban dân vận tỉnh ủy, biểu dương những ý kiến tham luận của các đại biểu. Đây là những kinh nghiệm đóng góp quý báu để nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội ở mỗi địa phương, đơn vị. Tại hội nghị, ban dân vận 10 huyện, thị xã, thành phố đã ký giao ước thi đua về tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia giải phóng mặt bằng, triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Sau cái buổi tọa đàm này, qua các ý kiến kinh nghiệm của các địa phương, là một cái bài học rất là quý báu. Đối với Tân Quang cũng đang thực hiện rất là nhiều dự án. Qua đây thì chúng tôi về áp dụng tại địa phương và triển khai cho các ban ngành đoàn thể, cả hệ thống chính trị vào cuộc là thực hiện làm sao cho là đã dân vận tốt rồi nhưng mà thật khéo để tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các cái công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn xã. Thưa quý vị, sáng nay, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh đã đến tặng hoa chúc mừng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh nhân dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3. Trong những năm qua, các cấp hội phụ nữ trong toàn tỉnh luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, khẳng định được vai trò, vị thế, đóng góp vào các thành tựu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tặng hoa chúc mừng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, đồng chí Nguyễn Duy Hưng đề nghị các cán bộ hội viên phụ nữ tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, luôn đổi mới để các hoạt động của hội đạt hiệu quả và thiết thực, đẩy mạnh việc tập hợp, vận động các tầng lớp phụ nữ tham gia học tập, thi đua, sản xuất, góp phần vào sự phát triển của các cấp hội phụ nữ nói riêng và sự phát triển chung của tỉnh. Từ phong trào phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã xuất hiện nhiều tấm gương hội viên tiêu biểu với gia đình họ là những người vợ, người mẹ đảm đang. Ngoài xã hội, họ là những hội viên tâm huyết với các hoạt động vì cộng đồng và tích cực tham gia phát triển kinh tế, làm giàu cho gia đình, giúp nhiều hội viên phụ nữ có việc làm và thu nhập ổn định. Trải qua nhiều nghề khác nhau, song điều kiện kinh tế vẫn hết sức khó khăn. Năm 2013, chị Nhàn bàn với chồng phát triển nghề nấu rượu truyền thống của địa phương. Chị đã mạnh dạn học hỏi kinh nghiệm và chế biến. Ban đầu chủ yếu là chế biến rượu gạo, phục vụ nhu cầu của nhân dân trong xã và địa phương lân cận. Năm 2020, chị thành lập hợp tác xã rượu Thành Nhàn, đầu tư công nghệ như nồi hấp, nồi hơi, tháp chưng cất và mây mò nghiên cứu để chế biến từ rượu truyền thống thành rượu dừa, rượu táo mèo, rượu mơ, rượu nếp cái hoa vàng, phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng. Từ chỗ chỉ sản xuất nhỏ lẻ đến nay, mỗi ngày hợp tác xã sản xuất từ 500 đến 700 lít rượu. Nhờ sản xuất sản phẩm chất lượng, đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm, được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao đã giúp tiêu thụ thuận lợi, được thị trường Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng ưa chuộng, đặt mua theo đơn đặt hàng. Chúng tôi có liên kết với những hợp tác xã của các chị em ở trên vùng cao để thu mua những cái sản phẩm hoa quả để đáp ứng nhu cầu cho thị trường, rất là mong muốn để mở rộng sản xuất và để tạo thêm nhiều những công ăn việc làm cho nhiều các chị em. Chị Nhàn là một tấm gương rất là tiêu biểu mà chúng tôi thường nhắc nhở các chị em hội viên và cán bộ hội viên phụ nữ ở trong xã là học tập và làm theo chị. Quá trình khởi nghiệp của chị Thúy, xã Tống Chân, huyện Phù Cử cũng gian nan như bao người phụ nữ nông thôn làm kinh tế. Thời gian đầu, sau khi học nghề, chị mở hiệu cắt may nhỏ trong làng, nhận thấy sau những ngày mùa vụ, thời gian nông nhàn rất nhiều. Phụ nữ, nhất là phụ nữ có con nhỏ, không có việc làm để kiếm thêm thu nhập, cuộc sống khó khăn. Chăn trở, suy nghĩ, chị Thúy đã mở lớp dạy nghề may miễn phí cho các chị em có nhu cầu học việc, rồi mở xưởng may công nghiệp, tổ chức sản xuất và tìm kiếm bạn hàng. Với bản tính chịu khó, cẩn thận, chị đã nhận được nhiều đơn đặt hàng. Bởi vậy, từ chỗ chỉ có vài ba nhân công, đến nay, chị đã tạo việc làm ổn định cho gần 30 chị em phụ nữ với thu nhập ổn định từ 5 đến 8 triệu đồng một lao động một tháng. Xác định là về đây là tôi làm cái gì, chị em cùng làm, thì chi phí đi còn đâu là chia đều. Được chị dẫn dắt, đào tạo nghề và tạo công ăn việc làm, công việc thì là rất ổn định.
Những tấm gương nêu trên chỉ là một trong rất nhiều điển hình phụ nữ Hưng Yên tiêu biểu trong phong trào làm kinh tế giỏi. Các chị em, mỗi người có cách làm kinh tế khác nhau nhưng đều có chung ý chí, nghị lực, sáng tạo trong lao động sản xuất, biết vươn lên làm giàu chính đáng, xứng đáng là những tấm gương sáng để chị em phụ nữ học tập và làm theo. Hình ảnh những chiếc xe biến thành con thú độc lạ xinh xắn cùng một chiếc xe màu hồng mang theo hộp quà siêu to khổng lồ phủ đầy hoa tươi cùng những chiếc xe đạp gắn đầy trong chóng tuổi thơ có lẽ là hình ảnh nhiều người dân khu đô thị Eco Park huyện Văn Giang và các vùng phụ cận săn đón tìm gặp nhiều nhất trong dịp mùng 8 tháng 3 năm nay. Đoàn xe này xuất phát từ khu đô thị Eco Park đi qua các con phố lớn để tiến vào trung tâm thủ đô. Ngay khi đoàn xe xuất hiện đã thu hút người dân tò mò thích thú lại gần chụp ảnh check-in. Nhiều người cho rằng những chiếc xe này đã chờ cả tuổi thơ xuống phố khiến họ hoài niệm về những ngày tháng tuổi thơ được cầm trong chóng chạy chân trần trên cỏ. Trên hành trình của mình, đoàn xe dừng lại ở nhiều điểm như công viên Thống Nhất, đường Thanh Niên, nhà hát lớn để tặng hoa, quà cho các em nhỏ cũng như các bà, các mẹ, các chị nhân dịp mùng 8 tháng 3. Đây là một trong những hoạt động nằm trong chiến dịch cùng trẻ em trao yêu thương do tập đoàn Eco Park tổ chức nhân dịp lễ mùng 8 tháng 3. Nhiều năm trở lại đây, Eco Park cũng gây ấn tượng với nhiều hoạt động đầy ý nghĩa, thúc đẩy gắn kết trao yêu thương dành cho tất cả mọi người. Thưa quý vị và các bạn, muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi cùng nhau. Đó chính là tinh thần của kết nối kinh tế trục cao tốc phía Đông VEHEC giữa 4 tỉnh, thành phố là Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương và Hưng Yên. Vậy khi tham gia vào kết nối này, tỉnh Hưng Yên sẽ có những cơ hội gì cho sự phát triển vươn xa? Mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự sau. Tham gia kết nối VEHEC, Hưng Yên có thể giới thiệu với nhà đầu tư là tỉnh có những thuận lợi rất lớn để liên kết cảng biển quốc tế Hải Phòng. Hai sân bay quốc tế là Cát Bi và Vân Đồn. Đó là ý kiến của chuyên gia kinh tế Nguyễn Đình Cung tại hội nghị thỏa thuận kết nối kinh tế trục cao tốc phía Đông vừa được tổ chức tại Hưng Yên. Kết nối được hạ tầng thì tất cả chúng ta đây đều có cái lợi ích, đều có lợi và mở rộng được cái không gian phát triển. Cùng nhau khai thác hiệu quả cơ sở hạ tầng đồng bộ hiện đại chính là một trong năm mục tiêu chính của kết nối kinh tế trục cao tốc phía Đông. Tham gia vào kết nối tiểu vùng này, Hưng Yên sẽ nằm trong không gian phát triển dọc cao tốc Hà Nội Hải Phòng Móng Cái dài khoảng 280 km, kết nối một đầu là thủ đô Hà Nội, một đầu là cửa khẩu quốc tế Móng Cái. 8 hoạt động trọng tâm năm 2023 không chỉ thúc đẩy đầu tư cho mỗi địa phương, chính các doanh nghiệp đang hoạt động cũng được hưởng lợi. Gần đây nhất, ngày 2 tháng 3, một hội nghị được tổ chức tại tỉnh Hải Dương nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu trong tiểu vùng. Sẽ tạo ra những cái cơ hội để kết nối giao thương giữa các tỉnh thành với nhau. Thứ hai là sẽ tăng thêm sức mạnh, đặc biệt là cho những doanh nghiệp ở trong cùng một lĩnh vực thì tăng thêm sức cạnh tranh. Cái thứ ba là tăng thêm những cơ hội để đón nhận những cái chương trình đào tạo, tập huấn và cả những chương trình, những hội nghị đối thoại tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho các doanh nghiệp. Tăng thêm sức mạnh cho các cái kiến nghị của các doanh nghiệp trong 4 tỉnh thành này. Khi tham gia vào cái mô hình liên kết này, tôi cho rằng là mỗi địa phương đều khai thác tốt nhất những lợi ích của mình. Hưng Yên như vậy, Hưng Yên có thể không có cảng biển, Hưng Yên không có cửa khẩu, nhưng mà qua cái mô hình kết nối này thì có thể Hưng Yên hướng tới cảng biển, hướng tới cửa khẩu cách gần nhất, một cách thuận lợi nhất. Nhưng Hưng Yên có những lợi thế của mình, Hưng Yên có nguồn nhân lực tốt, Hưng Yên có nhiều khu công nghiệp và Hưng Yên đặc biệt là vị thế gần với Hà Nội, cho nên cũng có những lợi thế mà các địa phương khác cũng không thể có được. Liên kết 4 tỉnh thành sẽ bổ sung các lợi ích cho nhau. 8 nội dung kết nối sẽ giúp Hưng Yên khắc phục được hạn chế về hạ tầng sân bay, cảng biển, logistics, chuỗi cung ứng sản xuất, sản phẩm du lịch, đồng thời cũng giúp Hưng Yên phát huy được lợi thế so sánh về hạ tầng khu công nghiệp, nguồn nhân lực chất lượng cao, nông nghiệp công nghệ cao và trên hết khi kết nối đi vào chiều sâu. Như ý kiến của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa là phải kết nối về chính sách. Hưng Yên sẽ nằm trong tiểu vùng có cơ chế chính sách tương đồng của những địa phương năng động nhất cả nước, tạo động lực bứt phá mạnh mẽ hơn nữa. Do đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, đến thời điểm hiện tại, trên 260 hộ dân ở hai xã Đồng Than và Hoàn Long, huyện Yên Mỹ có đất thuộc dự án đường vành đai 4 đều đồng thuận nhất trí nhường đất cho dự án.
Dự án qua địa phận huyện Yên Mỹ có tổng diện tích giải phóng mặt bằng trên 50 ha của trên 260 hộ dân, trong đó gần 1 ha thuộc đất ở, còn lại là đất nông nghiệp. Để nhân dân hiểu và đồng thuận nhường đất cho dự án, chính quyền hai xã Đồng Than và Hoàn Long đã thành lập các tổ công tác đến từng nhà dân tuyên truyền, vận động chủ trương xây dựng đường vành đai 4. Đến thời điểm hiện tại, 100% các hộ có đất nằm trong dự án đã được kiểm đếm và lập phương án bồi thường hỗ trợ. Dù chưa nhận tiền đền bù, song các hộ dân cũng đã tự di rời phần mồ mả và cây trồng để bàn giao mặt bằng cho dự án. Để đảm bảo tiến độ giải phóng mặt bằng, huyện Yên Mỹ đang phối hợp với các sở ngành liên quan đẩy nhanh các bước tiếp theo, kịp thời tổ chức chi trả tiền cho nhân dân trong tháng 5 tới. Hiện nay, huyện Kim Động đang tích cực chỉ đạo đôn đốc các ngành, đoàn thể cùng địa phương thực hiện tuyên truyền, tổ chức lấy ý kiến góp ý sửa đổi luật đất đai, bảo đảm kế hoạch đề ra. Huyện ban hành kế hoạch hướng dẫn các tầng lớp nhân dân lấy ý kiến trực tiếp bằng văn bản gửi đến Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, cổng thông tin điện tử Quốc hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường hay trực tiếp thông qua website Luật Đất đai hoặc tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm lấy ý kiến. Hiện các địa phương đã tích cực tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, lồng ghép trong các hoạt động của địa phương để người dân nắm được và tham gia gửi ý kiến đóng góp. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Kim Động đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến với sự tham gia của các ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn với nhiều ý kiến được tổng hợp, trong đó tập trung góp ý vào các vấn đề liên quan như quyền và trách nhiệm của nhà nước, công dân với đất đai, quy hoạch sử dụng đất, chính sách thu hồi, bồi thường, tái định cư và thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, ý kiến về cơ chế, chính sách tài chính, giá đất. Những năm qua, huyện Văn Giang đã tập trung xây dựng và cải tạo hệ thống đường giao thông trên địa bàn huyện. Đến nay, 100% tuyến đường trong huyện đạt tiêu chuẩn cấp độ 4 đồng bằng. Từ năm 2019 đến nay, một số tuyến đường tỉnh đi qua địa bàn huyện Văn Giang đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh hỗ trợ kinh phí đầu tư và cải tạo như đường DT379, DT379B, DT382. Huyện cũng đầu tư nâng cấp trên 23 km tuyến đường huyện trị giá khoảng 150 tỷ đồng. 100% tuyến đường huyện đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện và kết nối tới trung tâm hành chính của xã, thị trấn. Tỷ lệ mặt đường được nhựa hóa hoặc bê tông hóa xi măng đạt 100%. Hệ thống cầu cống trên các tuyến đường được xây dựng kiên cố, phù hợp với quy hoạch. Đến nay, Văn Giang là huyện đầu tiên trong tỉnh Hưng Yên đạt 100% các tuyến đường chất lượng cấp 4 đồng bằng, có hệ thống an toàn giao thông đồng bộ theo đúng quy định, biển báo, đèn giao thông, vạch kẻ đường, độ rộng mặt đường là 9 mét. Thưa quý vị và các bạn, sử dụng điện an toàn luôn được ngành điện quan tâm và triển khai đầu tư xây dựng. Mặc dù vậy, điện sản xuất tại nhiều trang trại, nhà vườn hiện nay chưa được các hộ quan tâm, gây nguy cơ mất an toàn điện. Phản ánh tại một số trang trại tại thôn Đoàn Đào, xã Đoàn Đào, huyện Phù Cử. Tại nhà anh Biển, mặc dù là dây dẫn chịu tải ngoài trời, trực tiếp hứng chịu mưa nắng, nhưng dây vẫn không được luồn ống gen như thế này. Còn đây là hệ thống điện cấp cho các trang trại nhà anh Nguyễn Bá Khôi và anh Lê Ngọc Quý cũng tại thôn Đoàn Đào. Bảng điện nằm ngay phía trên bếp ga, dây điện cấp cho ánh sáng, quạt thông gió và bơm rửa chuồng đều là dây nhỏ và không được đi ống gen với các mối đối không đúng kỹ thuật, tiềm ẩn chập cháy và mất an toàn. Đầu tiên là tôi không biết cái bếp ấy, thì trước hết thì tôi nói cái bếp ấy là nói thật sự là tôi cũng biết rõ là như thế, nhưng mà để tạm đấy, trong thời gian tới sẽ cải tạo cái nguồn điện của nhà để đảm bảo cho cái sử dụng điện an toàn và tiết kiệm. Hiện tại xã Đoàn Đào, huyện Phù Cử đang có trên 100 trang trại các loại, từ chăn nuôi gia súc gia cầm đến trang trại vườn cây ao cá. Trong đó riêng thôn Đoàn Đào hiện có khoảng 25 trang trại chủ yếu là chăn nuôi lợn nái và lợn thịt. Qua kiểm tra của các cán bộ điện lực Phù Tiên cho thấy, hầu hết hệ thống điện sau công tơ tại các hộ chăn nuôi tại thôn Đoàn Đào đều chưa đảm bảo an toàn và tiềm ẩn cháy nổ về điện. Dây mà sau công tơ vào nhà khách hàng thì phải đảm bảo an toàn. Tiết điện dây dẫn thì tối thiểu là đối với dây đồng thì phải trên 2,5 mm có dây bọc, hoặc là cũng phải là nếu cáp khác, loại khác thì cũng phải là cáp bọc 0,4 kV. Hàng tháng thì ngành điện cũng phải kiểm tra để xem có cái chỗ nào mà nguy cơ mất an toàn thì cũng sẽ phải khắc phục luôn. Hiện nay điện lực Phù Tiên đang có 4.800 khách hàng sử dụng điện sản xuất, trong đó có khoảng 30% là hộ gia đình và doanh nghiệp sử dụng điện phục vụ các trang trại chăn nuôi và trồng trọt. Để đảm bảo cho người và vật nuôi an toàn, đặc biệt khi
khi mùa mưa bão đang đến gần, thiết nghĩ các chủ trang trại, nhà vườn cần có các biện pháp hữu hiệu nhằm phòng tránh tai nạn điện xảy ra.